quân đội mang cho cốt người mất vì Covid-19 về nhà, hành động trước ngưỡng cửa làm ai nấy rưng rưng. Clip ghi lại cảnh quân đội mang cho cốt người mất vì Covid-19 về nhà được người dân quay lại làm ai nấy cũng mủi lòng. Có một sự thật rất buồn về làn sóng thứ tư mà Covid-19 quét qua đất nước chúng ta, đó là nó để lại nhiều mất mát về người, đặc biệt là ở miền Nam, có những gia đình đã âm dương cách biệt, có những người mùa Vu Lan vừa qua đã phải cài lên ngực mình bông hoa trắng, vĩnh viễn mồ côi vì con virus bé nhỏ mà hiểm nguy SARS-CoV-2. Có những người vừa hay tin mình trở thành F0, vừa phải chịu nỗi đau lìa biệt. Khi số ca tử vong do COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tăng, các nhà đòn dần quá tải. Bộ Tư lệnh thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo thành ủy thành phố và xin ý kiến của quân khu 7 để quân đội gánh vác thêm phần lo hậu sự cho người mất. Quân đội mang cho cốt người mất vì COVID-19 về nhà là nghĩa cử thiêng liêng của người chiến sĩ với nhân dân, san sẻ phần nào nỗi đau người dân đang phải trải qua. Đây là việc xuất phát từ mệnh lệnh trái tim, không vì lợi danh hay bất kỳ điều kiện kinh tế nào và không thu tiền gì từ người dân. Trên mạng xã hội, một người đã quay lại cảnh gia đình hàng xóm của mình được các quân nhân đưa về nhà trong hũ cho cốt. Các anh vào trong hẻm, cẩn thận ôm hũ cho cốt đặt lên trên khay đỏ, đi vào bàn giao cho gia đình. Một người dẫn đường, một người bê khay, một người che một cái rủ lớn bao trùm bên trên, một người bê lẵng trái cây đi phía sau. Tất cả chậm rãi đi vào, không một tiếng nhạc, không một lời ồn ã từ xung quanh. Nhưng dường như các anh đang cố gắng để đưa cho cốt người mất về với gia đình một cách chú đáo nhất với hy vọng xoa dịu nỗi đau mất mát của người thân. Trước cửa nhà người mất, nhân viên y tế đợi sẵn. Dừng đứng trước ngưỡng cửa, người sĩ quan đứng nghiêm, chào thân nhân nghiên cẩn, thông báo rồi bàn giao hũ cho người mất vì Covid-19 cho gia đình chiến sĩ bê lãng trái cây cũng bước vào đặt trái cây lên bàn thờ người đã khuất xong việc họ xếp dù ghi chú giấy tờ rồi cúi chào gia đình một lần nữa trước khi rời đi video do người dân quay lại gần như không có một chút âm thanh nào không một lời nói nào nghe rõ không một đoạn nhạc hiếu được cử lên nhưng nhiều người xem mà không thể kìm được nước mắt khóc vì thương tiếc ai đó xa lạ nhưng là đồng bào mình đã không qua khỏi vì dịch bệnh và khóc vì sự tận tụy của các chiến sĩ bộ đội lo lắng chu toàn cho hậu sự của dân một người bình luận Hãy nhìn nghĩa cử của họ, nghĩa tử là nghĩa tận. Họ làm việc ấy từ tâm của mình, đúng chất quân đội uy nghiêm. Trước lúc về còn chào gia đình, cảm ơn các đồng chí. Cách làm của các đồng chí thật chu đáo và ấm áp. Hộp hũ cốt để trên khai phủ nhung đỏ, có cả lãng quả để thắp hương, trân trọng người đã khuất. Gia đình có người mất, chắc cũng thấy được sự tôn nghiêm, được an ủi phần nào.